Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị cái lô nhị ngọc toàn giống bên con. Dạ. Cái lô này rất là khỏe cô chú anh chị. Cao tầm 40 hết rồi cô chú anh chị. Rất khỏe luôn. Dạ. Rất là sung khoát. Dòng nhị ngọc toàn là dòng mai dảo đột biến nha chú anh chị. Dạ, một cái bông nó sẽ ra là có khi là vàng. Vàng nguyên một cây, nguyên bông. Rồi có cái thì nó ra kem kem. Rồi có cái thì nó ra kem kem rồi vàng vàng đó chú anh chị, rất đẹp. Một cây mà nó điểm những cái bông tắn vàng mà kem rất là đẹp của chú anh chị. Dạ. Về có hả, có khi là của chú anh chị thấy là nó vàng không, nhưng mà năm sau đó, nó đổi là nó có ra kem ra vàng. Nói chung là nó đột biến ra nhiều loại, nhiều về mặt hoa đó của chú anh chị. Dạ. Rất đẹp, đáng để sưu tầm của chú anh chị. Đó. Đây những bạn này thì sẽ có nụ này của chú anh chị, giờ có một hai nụ cho cô chú anh chị tết này chơi ạ. Đó, nó của chú anh chị thấy không ạ? Đó, đây những cây gốc nhớt bên con này, để con kêu anh còn nó bắt đầu nó có những nụ kim này của chú anh chị, về mình tết để bàn chơi được rồi đó. Rồi giờ chú anh chị nào miễn mà lấy bo cũng ok luôn đó của chú anh chị. Đó, lô thì rất là khỏe mạnh của chú anh chị. Tại lúc gài là lúc thời điểm mà mình đi phân dặn là của chú anh chị không cho nó sung quá, sung quá thì nó không có hiện tượng là không có nụ của chú anh chị. Thành ra bên con đang dặn cây là của chú anh chị có nút nụ cho chú anh chị chết cho mini được rồi. Chơi mini xong rồi qua tết mình có thể lấy bo. Dạ. Tại vì của chú anh chị thấy nó không có mướt không, tại vì đang đi phân và đi thuốc dặn là của chú anh chị. Cho cây mình nó phát, nó không phải gọi là hiện tượng phát đó, gọi là hiện tượng là nó vô thời kỳ đi nụ của chú anh chị, nuôi nụ á. Nhưng mà sung phát quá thì nó không có nụ của chú anh chị. Cái gì cũng vậy, không riêng gì cây mai của chú anh chị. Dạ. Nó cần cái giống những măng này xin liên hệ bên con. Dạ. Rất đáng để sưu tầm của chú anh chị. Đó, chú anh chị thấy không ạ? Đáng để sưu tầm, nút nụ hết nha chú anh chị. Từ mặt bo ghép lên thì con bao của chú anh chị là 40. Dạ. Gốc thì con có xử lý đế rễ hết chú anh chị. Đây, màu nó ngà ngà đó chú anh chị. Dạ. Đó. Tết thì mình cũng bỏ lá hết thôi. Dạ, để mình chơi hoa, ngắm hoa. Đó. Con này thì là vàng thiệt không sợ lửa nè chú anh chị. Dạ. Bên cạnh đó thì con có những cái cây lỡ hơn. Chào chú anh chị coi. Bên trên đó con có những cây lỡ. Đó. Con xin giao lưu luôn. Đó, những cái mặt hoa đây. Đo được là nằm 5 phân, 6 phân, có cây cái 7 phân luôn chú anh chị, rất đẹp. Nè. Đó. Nó rất đẹp của chú anh chị. Nè. Nó có chú anh chị thấy không ạ? Một cái bo ghép mà nó lên hoa hai mặt hoa, có cái nó ra ba mặt hoa luôn của chú anh chị. Nó ra kem sọc vàng rồi nửa bên vàng nữa của chú anh chị, tại vì dòng mai dảo đột biến. Đây một cái bo ghép đây đó chú anh chị thấy không ạ? Một bo ghép mà nó ra được hai cái mặt hoa rất đẹp luôn. Đây con coi cho cô chú anh chị chiêm ngắm nè. Này là cuốn thiệt nha cô chú anh chị, qua thiệt nha cô chú anh chị. Đó. Rồi thích những bạn lớn này bên con cũng giao lưu luôn. Dạ. Dạ. Đó có chú anh chị thấy không ạ? Lúc nụ thì con bao chú anh chị luôn. Dạ. Rất đẹp. Lúc nụ về là có chú anh chị tết mới cho hoa cho mình ngắm của chú anh chị. Dạ. Đồng dảo thì dễ nuôi dễ chăm. Dạ. Cô chú anh chị miễn mà mới biết chơi tập chơi thì con phiền của chú anh chị chơi những dòng dảo đi, rồi có những kinh nghiệm mà mình mới chơi những dòng cúc thì nó ok hơn. Tại dòng cúc thì nó có hiện tượng gọi là ai anh chung là vườn nào cũng ngán ngẩm nhất là hiện tượng gọi là cũng nụ của chú anh chị. Dảo thì nó khắc phục hiện tượng đó. Anh còn đây có cái cây thú quý đẳng cấp rồi chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không ạ?
Nè cô chú anh chị thấy cái chọc vàng của nó không ạ? Thấy cưng không? Chưa, nó có cái nó nửa bên vàng nhìn còn thấy cưng nữa. Nè, tôi quý đẳng cấp của chú anh chị. Đây, vàng nồi vàng đế hết biết á. Cho con chú anh chị chiêm ngắm một con. Đó. Đó chú anh chị. Đó chú anh chị nó búp vàng nè. Đó. Những búp vàng là nụ bông vàng nữa chú anh chị. Trên một cây. Cái bản lá của chú anh chị thấy không ạ? À? Nó một nó y chang nhau nha, chứ còn không phải mà ghép mà dòng giáo thường vô nha quý anh chị. Đó. Rất là ok luôn. Đây. Đây là những cây si bông mình lợi Tết năm nay F1 đây. Tết năm nay con sẽ cho cô chú anh chị thấy cái mặt hoa nó. Đó, F1 đây cô chú anh chị. Anh con nói của chú anh chị F1 thì bo nó già thì trực tiếp từ cây của chú anh chị. Nó già nên nó tốc độ phát triển rất là hơi chậm, nhưng F2 cực kỳ luôn. Đó của chú anh chị thấy không? Nút nụ nè. Tết hôm nay con sẽ cho cô chú anh chị thấy một hoa gốc thú quý đây. Đẳng cấp không? Đó. Chơi là chơi thiệt tình nè, cái này F2 nè, F ga nè của chú anh chị. Đó. Đó cho cô chú anh chị chiêm ngắm. Rồi thích những bạn này bên con giao lưu luôn. Đó. Về ngắm hoa liền. Đó. Tết năm nay thì con chắc chắn với anh chị là trên thị trường chưa có nhiều đâu. Tết năm sau mới có thấy mặt hoa bình lợi nhiều. Đó. Nên cái đường sống của mình còn rất là dài với anh chị. Đó. Cần siêu giống binh siêu bông bình lợi chuẩn giống mà bên con có luôn. Đi đầu những dòng dảo mà gọi là tiềm năng của chú anh chị. Đây là siêu bông Sài Gòn đây của chú anh chị. Đây. Dảo siêu bông Sài Gòn đây, bông cũng cành cành những của chú anh chị. Dạ. Tại nắng nên bị héo rồi của chú anh chị. Rất là lớn luôn. Rồi để con bao của chú anh chị rất đẹp. Bông đây. Vàng nụ đây. Nhiều lắm của chú anh chị ơi. Con quay sơ sơ thôi, không hết vườn ảnh đâu của chú anh chị. Rồi. Rồi. Cần cái giống và cần giao lưu những cái lớn này bên con cũng có cung cấp luôn của chú anh chị. Rồi con chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Con xin chốt video ở đây. Rất đáng để sưu tầm. Đáng để chơi.